Theo luật bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Để đảm bảo tốt quyền lợi và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi trả. Với tinh thần để người hưởng nhận tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng, ngày 1 tháng 8 vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp tại 20 tỉnh còn lại. Trong giai đoạn đầu chuyển tiếp, việc cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp có một số vướng mắc về kết nối giữa hệ thống giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngân hàng, bao gồm ngân hàng nơi cơ quan bảo hiểm xã hội mở tài khoản và ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản. Trong trường hợp người hưởng đã kê khai đăng ký nhận chưa đúng số tài khoản ngân hàng dẫn đến chưa nhận được tiền của kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, người hưởng thực hiện lập ngay thông báo thay đổi thông tin người hưởng theo mẫu số 2 CBH để kê khai số tài khoản ngân hàng gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội, để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân sớm nhất, đảm bảo quyền lợi của người hưởng. Người hưởng tải mẫu 02 CBH theo đường dẫn 02 CBH tại trang web bảo hiểm xã hội.gov.vn, điền thông tin và lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong ba hình thức sau. Thứ nhất, thông qua giao dịch điện tử. Người hưởng đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức IVAN nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ IVAN. Trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua bưu chính. Thứ hai, nộp hồ sơ qua bưu chính. Thứ ba, nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc các điểm chi trả của cơ quan bưu chính. Trong năm học 2024-2025, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên sẽ có sự thay đổi so với năm học 2023-2024 do mức lương cơ sở tăng lên mức 2.340.000 đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của đối tượng học sinh sinh viên bằng 4,5% nhân mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Về phương thức đóng và thời hạn sử dụng thẻ, đối với học sinh vào lớp 1, trường hợp trẻ có ngày sinh từ ngày 30 tháng 9 năm 2018 trở về trước, có thể chọn một trong hai phương thức đóng. Phương thức đóng 2 lần. Lần 1, nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho 3 tháng còn lại của năm 2024 với số tiền 221.130 đồng mỗi học sinh, nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 20 tháng 9 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024. Lần 2, nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho 12 tháng của năm 2025 với số tiền 884.520 đồng mỗi học sinh, nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 25 tháng 12 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Phương thức đóng một lần. Nhà trường lập danh sách và thu một lần cho 15 tháng đối với số tiền là 1.105.650 đồng mỗi học sinh, nộp về cho cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 20 tháng 9 năm 2024. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp trẻ có ngày sinh sau ngày 30 tháng 9 năm 2018, nhà trường thu một lần cho số tháng tính từ tháng liền kề đến hết hạn bảo hiểm y tế theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đến hết tháng 12 năm 2025, nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc địa bàn trước ngày 25 của tháng hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trẻ em. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày 1 của tháng liền kề đến hết hạn thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, khi theo học năm thứ nhất tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tham gia bảo hiểm y tế năm học 2024-2025 sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Đối với học sinh, sinh viên các khối lớp, khóa học còn lại, học sinh, sinh viên tiếp tục đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế để được gia hạn liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã có. Riêng học sinh lớp 12, nhà trường thu bảo hiểm y tế 9 tháng. Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.
Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quy định điểm mới về bảo hiểm xe máy. Theo đó, Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về điều kiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật, có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 của điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây: giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực, kèm theo bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật. Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật, có bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng phù hợp với loại xe máy chuyên dùng đang điều khiển, có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực hoặc chứng chỉ bổ dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải mang theo các loại giấy tờ sau đây: chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực, kèm theo bản gốc giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng hoặc là chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử. Người lái xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện, đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định tại điểm A, khoản 1 và khoản 2, điều 59 của luật này. Người tập lái xe ô tô, người dự sát hạch lái xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ phải thực hành trên xe tập lái, xe sát hạch trên tuyến đường tập lái, tuyến đường sát hạch, có giáo viên dạy lái hoặc sát hạch viên bảo trợ tay lái. Giáo viên dạy lái, sát hạch viên phải mang theo các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 của điều này. Như vậy, theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ô tô vẫn là loại giấy tờ bắt buộc như trước đây. Tuy nhiên, thay vì mang giấy tờ cứng, người dân có thể xuất trình qua tài khoản định danh điện tử. Tại dự thảo liên quan đến xử lý vi phạm giao thông, Bộ Công an đề xuất các trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định quy định, ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Theo dự thảo, tài xế xe máy bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi gồm buông cả hai tay khi đang lái xe, dùng chân lái xe, ngồi một bên hay nằm trên yên lái xe, thay người cầm lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để lái xe hoặc bịt mắt lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị, lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh, lái xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. Cũng theo dự thảo, nếu thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện thì bị tịch thu xe. Ngoài ra, người đi xe đạp máy, xe thô sơ khác sẽ bị tịch thu xe khi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi gồm lái xe lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường, đi xe bằng một bánh với xe đạp máy, đi xe bằng hai bánh với xe xích lô. Dự thảo quy định các trường hợp ô tô gồm rơ móc, semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự ô tô, xe chở người, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ bị tịch thu nếu tài xế lái xe kể cả rơ móc và semi rơ móc quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Lái xe sản xuất, lắp ráp trái quy định, bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ, tham gia giao thông, rơ móc và semi rơ móc được kéo theo. Các hành vi này bị tịch thu phương tiện trừ trường hợp ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách. Hành vi lái xe không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn sử dụng kể cả rơ móc và semi rơ móc cũng sẽ bị tịch thu.
Ngoài ra, khi thực hiện các hành vi trên mà không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa kể cả rơ móc và semi rơ móc mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì cũng bị tịch thu xe.